Chỗ khó của người mất gốc khi học lại tiếng Anh đó là không biết bắt đầu từ đâu. Bạn đã thử mua sách, xem hướng dẫn từ nhiều nguồn nhưng mà càng xem càng rối trí. Thậm chí khi bắt đầu học thử một vài thứ thì bạn cũng dễ bị mất động lực vì những điều cần học quá là nhiều và bạn cũng dễ bị nản nữa. Nên bước đầu tiên trước khi các bạn lao vào học đó là lập một bản kế hoạch thật là cụ thể. Marie sẽ chia sẻ miễn phí và chi tiết trong video ngày hôm nay. Các bạn sẽ nghe Ri chia sẻ về cách xác định mục tiêu học, xác định nội dung và lộ trình cần học, cũng như theo dõi việc học và tiếp thêm động lực cho mình. Xin chào, mình là Hidari. Với 4 năm thực hành lên kế hoạch và phát triển bản thân, mình sẽ chia sẻ những điều mình thấy hữu ích cho các bạn. Template này các bạn có thể dùng ở trên iPad hoặc là in ra giấy A4 đều được nha. Hoặc là nếu mà các bạn siêng thì có thể lấy vỡ ra kẻ ô bởi vì cái này rất là dễ luôn. Ok, đây sẽ hướng dẫn các bạn từ trang đầu nha. Phần giới thiệu bản thân thì đầu tiên các bạn cần trả lời những câu hỏi sau. Ví dụ như là mình 17 tuổi, là học sinh và cần sử dụng ngoại ngữ để thi tuyển sinh vào đại học. Mục đích sử dụng này các bạn càng tối giản và càng cụ thể càng tốt. Học sinh có thể sử dụng ngoại ngữ cho rất nhiều mục đích, giao tiếp với người nước ngoài, sau này có công việc tốt hơn. Nhưng mục tiêu rõ ràng, cần kiếp và nằm trong khả năng nhất là gì thì các bạn hãy chọn cái đó. Như vậy sẽ giúp cho các bạn dễ lên kế hoạch và có động lực nhiều hơn. Sau khi xác định được mục tiêu rồi thì phần goals này sẽ là nơi mà các bạn cụ thể hóa mục tiêu. Phần này cần trả lời được những câu hỏi. Với đối tượng ban nãy, học sinh 17 tuổi cần thi tuyển sinh vào đại học thì mục tiêu có thể sẽ là đạt từ 5 trở lên hoặc 8 trở lên trong môn Anh văn kỳ thi tuyển sinh. Vậy thì các bạn sẽ cần học lượng từ vựng, ngữ pháp và đọc hiểu cần cho mỗi mức điểm. Chút Ri sẽ chỉ cho các bạn cách xác định lượng cần học như thế nào. Một ví dụ khác nha. Một nhân viên văn phòng 27 tuổi muốn học tiếng Anh để nộp đơn vào công ty nước ngoài hoặc là để thăng tiến hơn trong công việc. Cái khó của người đi làm mất gốc tiếng Anh đó là anh chị có thể không cần lấy bằng và cũng khó sắp xếp được thời gian đi học ở trung tâm để lấy bằng. Mình chỉ có thể nhín được một chút xíu thời gian học ở nhà buổi tối thôi và mình cũng không biết bắt đầu từ đâu luôn. Đây, Ri chỉ nha, sẽ có 4 kỹ năng cần học. Từ vựng, 3.000 từ sẽ là số lượng từ một người cần để có thể giao tiếp thông thường trong tiếng Anh. Và sẽ cần học thêm một số từ vựng liên quan đến ngành nghề mình làm, coi như là khoảng 3.500 đến 4.000 từ đi. Song song với từ vựng thì phải học đọc hiểu. Sau khi đọc hiểu khoảng 20 bài quen với ngôn ngữ rồi thì sẽ tiến tới nghe hiểu và thực hành dám giao tiếp. Ba kỹ năng reading, listening và speaking ở trên anh chị đặt mục tiêu là IELTS 5.0 nha. Tại sao lại là IELTS 5.0? Bởi vì đây là mức trung bình mà Mỹ và Canada yêu cầu cho người nhập cư, tức là mức giao tiếp thông thường. Và đặt mục tiêu cụ thể như vậy cũng sẽ giúp cho anh chị dễ tìm tài liệu để học hơn nữa. Rồi, bây giờ mình nhảy cóc qua trang số 3 nha. Xác định xong được mục tiêu học là vui rồi. Bây giờ là lúc mình sẽ dành vài ngày để nghiên cứu những cái gì cần học và xây dựng lộ trình cho riêng mình. Tại vì ban đầu mình đã đặt mục tiêu rất là rõ ràng rồi, nên là mình sẽ có nhiều từ khóa để mình đi tìm hiểu những cái nội dung để mình học. Ví dụ, một học sinh lớp 12 cần 5 điểm trở lên trong kỳ thi Anh văn Trung học phổ thông quốc gia thì cần phải học gì? Ri Google và tìm ra được kết quả như thế này. Có hai cuốn sách khá là thú vị cho các bạn học sinh mất gốc, đó là cuốn Easy 5 và cuốn 3 Step. Khi lên Tiki tìm tên sách thì các bạn bấm vào phần đọc thử, nó sẽ có phần mục lục nè. Đó, đây là những gì các bạn cần phải học á. Quyển 3 Steps thì nhìn video cũng thấy rõ được mục lục luôn. Vậy là các bạn sẽ nắm được rất là rõ ràng, ok, để thi Trung học phổ thông quốc gia thì tôi cần phải học bao nhiêu đây bài. Bước 3, các bạn rà trong cái danh sách này xem những gì mà các bạn đã nắm chắc rồi, các bạn để qua một bên. Còn lại chính là nội dung mà các bạn sẽ học trong cái thời gian từ bây giờ tới thi. Có danh sách vàng rồi thì các bạn trở về trang 1, các bạn làm toán chia thôi. Ví dụ deadline phải học của các bạn là 6 tháng. Vậy thì tất cả nội dung này các bạn chia đôi ra và điền vào phần mục tiêu của 3 tháng tiếp theo. Nhớ là phải có thời gian học cái mới, ôn tập cái cũ và chừa một khoảng thời gian để mình luyện đề nữa nha. Sau đây là các tài liệu mà Ri tìm được để người mất gốc có thể học đến trình độ 4 chấm hoặc là 5 chấm IELTS. Về ngữ pháp và từ vựng thì sẽ có hai cuốn sách này hoặc là một đôi sách này. Về reading thì có quyển này. Quyển này sẽ không thiên về đề mà là thiên về phương pháp reading, tức là đọc hiểu, giúp mình không chỉ làm bài mà mình còn có thể ứng dụng để đọc tài liệu trong tương lai. Sau khi đọc xong cái này thì mình có thể tìm những cái tài liệu reading trên mạng có đáp án và mình làm thôi. Trung bình một cuốn sách thì thấy có khoảng 15 bài, tức là mình chỉ cần sưu tầm đủ 15 bài đọc và mình làm.
thật là kỹ, hiểu từng tận bài đọc đó. Tương tự như vậy, các anh chị tìm sách về listening và speaking, có thể tìm sách song ngữ để mình đọc, mình hiểu, không có bị dễ nản. Sau khi làm vài bài reading, listening tự tin hơn một xíu rồi, thì mình có thể tìm những cái video TED Talk nè, VOA English về chủ đề mà mình thích. Sau đó thì mình thực hành chép lại phụ đề, tra nghĩa của từ lạ, sau đó nghe đi nghe lại đến rõ ràng và hiểu hết nội dung của bài. Rồi mình đọc thuộc lòng bài nói sao cho phát âm giống nhất có thể. Cách này có thể luyện được cả 3 kỹ năng chỉ trong một bài. Làm khoảng 10 bài như vậy là khác liền á. Vì thì nội dung của anh chị cần học sẽ là các bài trong sách và những bài tập mà mình sưu tầm. Các anh chị cũng đếm số lượng bài học, bài tập y như các bạn cấp 3 ở trên và phân vào mục tiêu theo số tháng nha. Sự khác biệt lớn nhất của học sinh và người đi làm khi học tiếng Anh đó là học sinh thì cần điểm, nên các bạn sẽ cần tập trung vào một số kỹ năng nhất định, cũng như cần luyện tập khả năng giải đề, tốc độ làm đề. Người đi làm thì chú trọng vào việc sử dụng tiếng Anh nhiều hơn, thì cũng không cần luyện cái mẹo giải đề mà chỉ cần tập trung vào đọc, hiểu và ứng dụng. Xác định rõ mục tiêu như vậy để khi mọi người xem những cái chia sẻ trên mạng á, thì sẽ biết được là mình cần hoặc là không cần cái gì, tránh bị hoang mang ha. Mình tiếp tục quay lại trang resources, tức là nguồn học. Trang này sẽ nhắc chúng ta nhớ là học tiếng Anh không chỉ có giải đề, làm đề, học theo kiểu khô khan mà có rất là nhiều cách khác nhau. Ngoài các cái tên sách và tài liệu đã ghi ban đầu thì các bạn thấy cách nào học hay á, các bạn có thể ghi vào đây. Ví dụ các bạn thấy một kênh YouTube tiếng Anh chia sẻ về nội dung mà bạn hứng thú, người ta nói dễ nghe và nội dung lại hữu ích, thì các bạn ghi lại để khi nào các bạn cần học 3 kỹ năng thì các bạn có thể lấy ra các bạn học. Hoặc có một cái trang tên là Quillbot giúp bạn paraphrase khi mà writing cũng rất là hay. Hay là Amy Nguyễn cũng có 2 video chia sẻ về cách học từ vựng bằng hình ảnh, học reading bằng cách tóm tắt bằng sơ đồ, rất là hay luôn. Nhắc về từ vựng thì Ri cũng chia sẻ một xíu về phương pháp để học từ nha. Các bạn đã nghe tới là spaced repetition chưa? Nội dung của phương pháp này đó là sau khi học điều A, các bạn không cần phải ôn đi ôn lại nó mỗi ngày để nhớ, mà mình có thể canh thời gian ra để ngắt quãng ôn tập theo khoa học. Ví dụ các bạn vừa học 20 từ thì 1 tiếng sau các bạn ôn lại, sau đó 24 giờ các bạn ôn lại, 1 tuần sau các bạn mới ôn lại. Và từ nào mình đã thuộc lâu rồi thì 1 tháng, 2 tháng sau mình mới nhắc lại. Nghe số lần ôn khá là ít ha, nhưng mà nó lại rất là hiệu quả trong việc giúp mình nhớ. Cách này đã được các nhà khoa học chứng minh là rất ok, dành ít thời gian ôn hơn mà lại nhớ lâu hơn. Điểm yếu của phương pháp này là nó rất là phiền khi mình sử dụng cách học truyền thống là phải ghi ra giấy, tại vì mình phải tự nhớ khi nào tới lúc ôn tập, rồi mình phải tự xác định ra những từ nào khó, mình cần nhiều lần hơn để thuộc, để xác định cái thời gian biểu ôn tập riêng. Nên để học theo phương pháp spaced repetition tốt nhất, Ri thấy là học theo app. Và app mà Ri muốn giới thiệu cho các bạn hôm nay đó là Mochi Mochi. Các bạn có thể tải trên CH Play hoặc là Apple Store, gõ Mochi Mochi học từ vựng tiếng Anh, hoặc nếu các bạn lên web thì có thể truy cập đường link này. Tính năng nổi bật của Mochi Mochi đó chính là thời điểm vàng, mô phỏng theo spaced repetition, tức là sau khoảng thời gian nhất định bạn ôn lại thì sẽ nhớ lâu hơn. Mochi Mochi sẽ tính toán thời điểm trước khi mình quên từ và nhắc mình để mình ôn lại. App sẽ đánh giá số lần xuất hiện của từ dựa trên việc bạn thuộc hay không bằng biểu đồ cấp độ ghi nhớ. Ví dụ kiểm tra 5 lần đầu đều thuộc thì từ sẽ chuyển sang cấp độ nhớ cao hơn, ít nhắc lại hơn, trừ chỗ cho các từ mà bạn chưa thuộc. Tức là từ khó các bạn sẽ được nhắc lại nhiều lần giúp cho mình nhớ lâu. Đây là ưu điểm mà cách học truyền thống rất là khó cạnh tranh, bởi vì app đã có thuật toán để sắp xếp từ vựng cho mình có thể học mọi lúc mọi nơi. Với cách ôn tập như thế này thì Mochi Mochi hứa là có thể giúp bạn học lên đến 1.000 từ một tháng, tức là hết tất cả từ vựng của 3 năm học phổ thông luôn á. Cá nhân Ri thì đã và đang học hơn 250 từ trong 7 ngày, thì thấy app rất là tiện để ôn từ mới, nhớ lâu hơn thiệt luôn á. Trước đây Ri hay học từ vựng theo kiểu đọc một bài xong rồi ghi từ vựng ra giấy, xong ôn lại một lần sau đó rồi quên luôn, không có nhớ ôn lại nữa. Nên là có những từ khó mà lâu không gặp thì mình không có nhớ được. Nhưng bây giờ có app thì đỡ nhiều rồi. Các bạn có thể nạp từ vào Mochi Mochi để ôn tập bằng hai cách. Một là thông qua những chủ điểm từ vựng được soạn sẵn và có tính ứng dụng cao. Trong app có 15 chủ điểm với hơn 6.000 từ vựng, trong đó có những khóa rất hữu ích cho việc học các bằng như là IELTS, TOEIC hoặc cho 3 khối lớp trung học phổ thông. Chủ điểm từ liệt kê sẵn như thế này sẽ rất là tiện, các bạn không cần phải đi tìm từ để học. Hai là nếu các bạn đang học, gặp từ mình không biết, muốn lưu lại, thì các bạn vào mục tra từ ở đây để tìm nghĩa, rồi lưu lại vào danh sách từ cần học được luôn. Từ điển này cũng có extension ở trên Chrome để các bạn đang đọc báo hay là bài đọc bằng tiếng Anh có thể bôi đen từ
bấm vào icon để trang nghĩa rồi lưu từ cũng rất là tiện. Ray hay dùng cách này nhiều nè, từ điển có đến 60.000 từ lận ha. Khi các bạn học từ vựng sẽ có đủ audio phát âm, câu ví dụ Anh Việt đầy đủ. Học từ theo flashcard có nghĩa là từ và câu ví dụ để mình dễ thuộc từ hơn. Đến từ nào đọc to từ đó và đọc luôn câu ví dụ để nhớ. Các bạn có thể tải app về và dùng thử miễn phí. Mình sẽ có những tính năng này là miễn phí ha. Còn nếu muốn học tất cả các khóa và lưu từ không giới hạn thì Mochi có các gói học như vậy. Nếu các bạn mua trên web thì sẽ giảm giá được nhiều hơn, cùng một tài khoản là dùng được trên điện thoại nha. Mochi Mochi cũng có một group học tập ở trên Facebook. Các bạn muốn tìm động lực học chung thì có thể join. Đây, tôi sẽ cho các bạn nhìn lại cái bảng resources của mình. Ok, bây giờ là lúc bắt tay vào học được rồi nè. Từ số lượng bài cần học trong 3 tháng, các bạn chia xuống cho tháng này và tuần này. Ri cho mỗi tuần một ô thôi chứ không làm từng ngày để cho các bạn linh hoạt chọn hôm đó mình muốn học gì. Ngoài các bài học trong lộ trình thì trong phần tài nguyên á, các bạn thích cái gì thì các bạn có thể để vô, vừa chơi vừa học cho nó hứng thú. Ngày nào chán thì thôi mình gác lại, bữa sau mình học bù. Nói chung tâm lý thoải mái sẽ giúp cho mình kỷ luật học hơn. Nghe nó có vẻ hơi ngược nhưng mà thực tế là như vậy á. Ngày nào các bạn đã học dù ít hay nhiều thì các bạn hãy tích ở các bạn theo dõi này. Ri có nghe Khánh Vy chia sẻ đó là có một từ khóa khi các bạn phát triển bản thân, đó là hơn. Chỉ cần các bạn hơn mình của ngày hôm qua là đã tốt lắm rồi. Và cái tracker này, mỗi cái dấu các bạn đánh lên là cái chứng minh cho việc các bạn đã hơn ngày hôm qua một xíu. Các bạn đã giỏi tiếng Anh hơn một xíu rồi. Các bạn thật là cố gắng, bravo, các bạn sẽ có thể tiếp tục được. Ok, tóm lại là mình sẽ dùng planner này như thế nào? Một là các bạn xác định mục tiêu chung. Sau đó là 2. Nghiên cứu và xác định phạm vi học cụ thể, lập ra lộ trình cho riêng mình. 3. Chia nhỏ những bài học, bài tập cần làm đó ra theo quý. Và 4. Liệt kê những nguồn tài liệu, phương pháp học, app sẽ dùng. 5. Là các bạn đảm bảo hoàn thành weekly checklist và sau khi học xong thì nhớ tô vô các bạn theo dõi này. Đơn giản như vậy thôi á, nhưng các bạn nhớ là một tuần phải mở planner ra để theo dõi xem tiến độ đã đến đâu như thế nào nha, và lên kế hoạch cho tuần tiếp theo. Ri hy vọng là để giúp cho các bạn đỡ mơ hồ hơn trong việc lấy lại gốc trong chuyện học ngôn ngữ. Nếu có góp ý hay chia sẻ nào cho Ri thì các bạn hãy comment bên dưới nha. Thấy hay thì like, subscribe và chia sẻ cho Ri, tại vì nếu mà các bạn thấy hữu ích thì có lẽ người xung quanh của các bạn cũng có thể thấy hữu ích á. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye. Bye.